Hello mọi người nha. Hello mọi người. Đây, bữa nay sẽ có một màn kịch hay để dành cho mọi người đây. Hôm nay vợ chồng Lý Xuyên sẽ lên dĩa với ba đứa mình nha mọi người. Đấy, bữa nay sẽ nhờ thằng em giả ma một quận nữa để mà nhát hai chồng Lý Xuyên. Hai chồng ổng cũng nhát lắm mọi người. Đấy, thì lần trước thì mọi người cũng thấy hai chồng ổng rồi đó, mà cũng lâu lắm rồi cũng chưa nhát ma lại hai chồng ổng. Bữa nay là chơi lại quận nữa coi hai chồng ổng sợ đến mức độ nào nha. Thì bữa nay nhờ em hóa trang để giả ma đi. Lần trước bà Ngọc, lần này tới nó đi. Ok, thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị cho thằng em nó thành con ma cái đã. Lần trước bắt nhỏ nhỏ gái về bắt nhỏ nhỏ ma mà ma nữ nó mới ghê. Vì anh em thấy clip nào mà có mình đây là đóng vai ác không anh em ơi? Phù hợp với kiểu thằng nhóc này nó phù hợp với nữ mọi người. Ok, thì bây giờ mình sẽ chưa cho vợ mình hóa trang cho nó nha. Rồi bây giờ hy sinh hai cái mạng luôn nha mọi người. Đây, con ma này mặc xà rông. Con ma này mặc xà rông nha. Rồi chuẩn bị tóc giả đi, chuẩn cái áo trắng nữa. Không, xong hết trơn rồi. Đem ra hết trơn rồi hả? Mình mới làm mình vô đây bấm dài dữ không à? Dữ không à? Dài ác không à? Phản diện, kiểu nhìn thổi nó hợp với dài phản diện. Dài là bị nơi, bị nữ vậy không à? Này là ma vú mà ơi, ma vú dài. Ông ngực vô luôn không? Thôi rồi, rồi áo trắng được rồi bà nội ơi. Ok, trong thời gian nó hóa trang thì mình sẽ đi đặt cốc quay nha mọi người. A few moments later. Đi đâu không? Ba thu nhà không đi. Hai mình đi hả? Xin bụng hết mà. Ở mình đi thôi. Sợ đi qua trường á. Hai bà này đi theo cũng có làm. Qua trường lỡ có gì đi bốn chị hai luôn. Ừ, nói đây. Ủa đâu đi bốn vậy nào? Đi bốn vậy nào? Luôn chứ bỡ vậy. Bị sao máu vậy? Rồi sao? Rồi hai ông đi bơ bên trường mất hay sao? Ở cái chắc cái clip được sao? Đường gần nhà. Thôi. Không đường gần nhà khó. Cây khói mà. Ừ, xà ma nữa kìa. Trường nhiều, mấy người nãy bên trường nhiều lắm. À, bên trường có bên trường mã. Đó, thấy không? Thì bên trường mã mới vậy. Vòng nhà đi ông nội. Thì tao phải nhà. Bắt được trường nào ăn? Tao phải nhà. Bên kia nhiều lắm chứ mày không đi thôi. Lao. Ông nội này ông sợ ma lắm chứ. Có bắt trường mã tôi sao ma thấy mẹ tôi. Ông sợ ma. Sợ xa mà bắt lên vuông, luôn vuông tôi được bị cái trên kia á. Thà không có mã mộ, không sợ. Ừ. Lỡ có ngậm chứ mà không biết làm sao. Khi nó đứng sát bên ông luôn, ông cũng có thấy đâu mà không biết. Ừ, đâu ra ba. Thì bởi vậy làm gì? Tao đi qua bên trường mã, bởi tắt đi, nhiều lắm. Không kìa, tao bắt người ta bắt nhiều lắm. Chứ lại bữa nay mưa nguyên ngày, làm thế nào cũng có à. Gọi lấy cái đèn điện thoại đó, gọi hả? Thì đa số đầu mưa là có mà. Có ngồi đầu xanh vậy? Có đầu xanh à? Có. Có mấy đầu xanh? Không rồi. Trong căn nhà quê hình như có ma, nó lú đầu ra làm em hớn hồn hà. Con ma đầu đinh làm răng nó trắng, tin nó cắn đầu. Đó kìa anh. Đó nghe kìa. Hỏi mà. Hỏi đâu hỏi. Đâu thấy không? Đâu đưa luôn kìa. Gì bà nội. Trời xào láo cũng đưa đi nha. Cái đó mà không thấy. Đi do. Thôi ra lấy đồ đi. Con mèo quá. Mèo. Mèo con mèo nó nhảy quá. Không phải mèo không. Ơi. Lấy đồ đóng cửa đi, lấy đồ đi. Không đem ngồi đèn hơi đó kìa không đó. Gió thổi mát dành chết. Nhà em không có chỗ mang đồ. Có đâu. Thôi tới trưa cho nắng lên mới lấy vô được. Đi phơi đồ ngoài là không có được. Không nên. Thì em coi rồi là ban đêm phơi đồ lên. Cái này trong mái nhà mà. Tụi thấy đi ngang cổ gàng mà. Lấy khẩn gì. Không ra lạ. Con mèo mà. Bình thường có để đâu. Thấy nó nhảy cái bụt xuống không hồi nãy. Không có gì mà đi ra làng lên. Ủa thì bình thường anh gặp mèo anh ta đi đó. Thằng dí dữ sao chạy. Thường bữa đi cũng có gặp gì đâu, tự nhiên đi vô ngồi chưa được mấy giây nên đi qua. Không lẽ là đó giờ đi xa đi nhậu bằng đêm đi xa không thấy mà tự nhiên ở trong nhà có thấy. Mà bữa về 11 dạo, 12 dùng cái đường này là đóng cửa không thấy đâu. Chắc là không thấy. Tự nhiên cái bữa mỗi bữa tao đóng cửa cái tự nhiên bữa nay mở cửa cái trùng hợp cho hai đầu không thấy gì. Mưa ma ư chứ. Ở đâu có định lý là vậy? Đi ra lấy đồ vô đi. Chắc là thầy bà. Không có chỗ mát. Mày nhìn cái nhà
nhà tao có cho mấy đâu. Đại đi chứ để quần áo đâu. Ngoài đung đưa đung đưa. Hai chồng nóng với thiệt, hai chồng thấy thiệt á. Nhưng mà lỡ phơi đến tối thì phải đợi sáng nắng lên mới lấy vô được. Chứ giờ này đâu lấy vô được. Không lấy hai chồng tôi về đó. Về gì mà về. Không lấy được cho hai chồng tôi về đó. Mà còn Vũ, nhát lên chứ, tao nghiệp rồi. Mày kia tao mệt mà hai chồng la tao mệt quá.
chị chơi một kẻ thấy thiệt rồi không thấy đủ không, không nghĩ đứng đái quần luôn giảm rồi má em đứng nó đái chân mà đứng đái nữa. Thì lúc ra thấy thấy thì dạng nó tiểu quá luôn á thì đứng đái ừ sức ma mất đái bây giờ có ma thì không nó mà ma trên đời là có ma tôi cũng chưa thấy thằng nào lát vô bên trường ơi là trời là biết hai chồng sao ma cứ nhắc ma hoài luôn thôi mày bỏ nó giả đi luôn trời ơi gan quá cha tự nhiên ai mua bán thằng quỷ nó đi gan trời vì ai bài mua cái kế này vậy tao với ai mua tao đặt trước luôn dạ ai bài mua cho kinh gì không biết ai bài nữa ai bài mua tính kế vậy thằng chú kinh nó bài á nè thằng chí nó đâu bữa nay mày gan dữ mày nhát anh luôn thằng chí nó nói nó không thấy gì hết thấy gì đâu hai sáu xin ra trời game nhá. Cái này là con hàng con cuối. Không giống giống cái nào cái này cái mà qua qua mình nhả bắt cái bắt nhái bên đó. Đứng chơi mã rồi. Bắt nhái. Cái gì lấy? Cái gì hồi nãy mình kia đem cưng đứng ở bển anh dặn không về. Ủa mau anh tôi chạy về bỏ ông con không? Tôi lết gì? Lết gì đây biết cái đấy quần còn không nữa?